Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, còn gọi là đường 379 đoạn qua huyện Văn Giang, có tổng diện tích đất nông nghiệp cần giải phóng mặt bằng là gần 30.000 m2 của gần 270 hộ dân. Đến thời điểm này có hơn 192 hộ nhận tiền tạm ứng và bàn giao được trên 22.000 m2. Trong đó, xã Long Hưng đã vận động được 36 hộ đạt tỷ lệ 100%. Thị trấn Văn Giang có 71 trên 79 hộ với diện tích bàn giao trên 10.000 m2. Xã Tân Tiến có gần 11.000 m2 đất nông nghiệp của 152 hộ gia đình cá nhân cần giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã có 85 hộ nhận tiền tạm ứng và bàn giao được gần 5.000 m2. 45 hộ ở thôn Bá Khê đã lên phương án dự thảo để nhận tiền tạm ứng. Hiện huyện Văn Giang còn khoảng 30 hộ đang vướng mắc bởi diện tích thu hồi, mua bán, chuyển nhượng, thời điểm tạm ứng vắng mặt tại địa phương. Sự đồng thuận của nhân dân trong việc bàn giao trước diện tích mặt bằng nói trên đã có phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.